Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Cuộc Sống Cao Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu và gửi đến tất cả các bạn Một số những cái hình ảnh cũng như là một số những cái thông tin về cái cây chút chít này các bạn này Đây, đây chính là cây chút chít đây các bạn Đấy, có thể là cây chút chít này các bạn, nhiều bạn chúng ta đã biết rồi đúng không ạ Đây tôi đang ở, ở dưới này là có một con suối bé tí này Đây, có một con suối nước đang chảy đây là đây là cái khu ruộng của người ta Đấy. đây là hàng rào đây thì ở đây chút chít nó nằm ngay cạnh hàng rào đây đây chính là cây chút chít đây các bạn có thể là nhiều người chúng ta đã biết đến cây chút chít rồi tuy nhiên rằng là chắc chắn là nhiều người nữa chúng ta cũng không biết đến cây chút chít chính bởi vậy à, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái hình ảnh đây cũng như là một số thông tin tôi muốn gửi đến các bạn về cái cây chốt chít này cây này thì các bạn nhìn thế thôi nó thực ra nó có rất là nhiều công dụng chứa bệnh khác nhau bởi vậy hôm nay tôi muốn đến đây và gửi đến các bạn những cái thông tin về cái cây chút chít này đấy cái cây này thì người giao chúng tôi gọi cây này là lải gong nhé các bạn nhé đó lải gong hay còn nếu mà dịch ra nghĩa đen ấy thì gọi là dao đầu <laughs> đấy các bạn thấy hay chưa à, người giao chúng tôi ở trên này có thể là nói khác à, tên của các loại cây cỏ nó khác với người giao ở một số nơi chẳng hạn thì các bạn thông cảm và ở địa phương các bạn thì không biết gọi cây chút chít này là cây gì nhưng mà ở trên tôi thì gọi là cũng gọi là chút chít và địa phương chúng tôi à, người bản địa chúng tôi hay gọi cây này là cây lải gong nha các bạn nhé Đấy thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cây này à, Cây này, cây chút chít này là một cái loại à, cây thảo này dễ của nó rất là khỏe Nó thậm chí là bây giờ chúng ta nhổ thì nó còn hơi khó nha các bạn nhé Đó, các bạn thấy chưa Tôi nhổ mà nhưng mà nó nó không thể nào mà nó lên được Nó đứt luôn Đấy, dễ của cây cây này thì nó rất là khỏe này. Thân thì mọc đứng Đây các bạn thấy thân mọc đứng Có rãnh các bạn nhé đây Thân mọc đứng và có rãnh này các bạn này Thân của cây này này Đó thấy chưa ạ Và một cái như cũng như à, Cũng như mọi video tôi mong các bạn thông cảm Tại vì là cái 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 này của tôi Nó không nó không nét Nó không lên được nét Nên là nhiều khi nhiều anh chị Thấy rất là bực mình nhưng mà tất cả các bạn thông cảm tại vì là tôi chưa có điều kiện. Hôm nào có điều kiện tôi sẽ à, làm một cái nó sẽ tốt hơn để quay rõ nét hơn cho tất cả các bạn cùng xem. Vâng thì à, đây à, các lá thì gần gốc to hơn và à, phiến lá thì hình mũi mác dài đây các bạn. Đấy, hình đây hình mũi mác đây các bạn. Dài chưa? Đấy các bạn thấy dài chưa ạ? Và hơi nhọn ở hai đầu này, Nhắn này, mép nguyên hoa thì ở ngọn nhưng mà bây giờ mùa này thì chưa có hoa nha các bạn nhé Đấy mùa này thì chưa có hoa quả thì hình ba cạnh đấy nhưng mà không có quả thì tôi cũng không biết tản như thế nào cho các bạn biết được đến khi nào có quả thì tôi sẽ tiếp tục tôi gửi đến các bạn những cái hình ảnh tiếp theo còn hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn rồi không đi liên thai liên thuyền nữa à, vào vấn đề chính luôn À, cái cây này thì người dân địa phương ở chúng tôi hay dùng để chứa cái trứng hắc lào đấy các bạn. Đấy, chứa hắc lào thì khi mà những cái trường hợp mà bị hắc lào thì chúng ta dùng cái rễ của chút chít này chúng ta phải dùng cuốc nhé. Dùng cuốc đào tại vì là cây này thì nó dễ, nó rất là chắc, nó bám vào sâu ở dưới đất ấy. Đấy, những cái trường hợp mà bị hắc lào thì chúng ta dùng rễ chút chít này khoảng 80 gram. À, 80 đến 90 gram chúng ta phơi khô. Đấy, ngâm với lại khoảng 600 ml rượu thế mỗi ngày chúng ta lắc bình một lần ngâm khoảng thời gian trong vòng từ 7 đến 10 ngày thì các bạn lấy cái lọc lấy cái nước đấy bôi vào cái vùng da mà bị hắc lào ấy đã rửa sạch thấm khô ngày một lần và các bạn dùng liên tục trong vòng từ 5 đến 7 ngày thì đảm bảo nó sẽ khỏi. Đó đấy là cái trường hợp mà bị hắc lào nhé các bạn. Còn cái thứ hai nữa những cái trường hợp nào mà bị một nhọn sưng đau ấy mà chưa vỡ mủ nhé các bạn thì chúng ta dùng cái rễ của cái cây chút chít này 15 g các bạn thái mỏng cho thêm ít giấm đắp vào mụn khoảng à, 1 đến 2 giờ. Đấy, các bạn dùng rễ của cây chút chít nha các bạn nhé Đây chỉ là lá thôi, còn rễ thì tôi nói rồi nó không chúng ta không thể nào mà chúng ta nhổ được ra. Và à, vừa nãy tôi đang bảo là một nhọn xương đau ấy thì chúng ta dùng rễ này thái mỏng này cho thêm ít giấm vào À, đắp vào cái chỗ mụn khoảng à, 1 đến 2 giờ đấy tháo bỏ thuốc à, ngày hai lần đắp liên tục trong vòng thời gian à, khoảng 3 ngày thì nó sẽ nhanh chóng khỏi và cái trường hợp thứ ba nữa thì nó có thể chứa mẩn ngứa do nóng nha các bạn khi mà thời tiết chúng ta gặp thời tiết nóng mà làm cho con người chúng ta bị mẩn ngứa đấy thì chúng ta cũng có thể lấy cái cây chút chít này đó chúng ta dùng lá đấy cái trường hợp mà bị mẩn ngứa thì chúng ta dùng lá này à, khoảng 15g các bạn rửa thật sạch các bạn đấy à, tất cả các loại thuốc thì các bạn đều phải rửa thật sạch rồi ra à, nắp trà sắt nhẹ vào cái nơi mà bị ngứa đấy sau khi đã rửa sạch thì lau khô và một ngày các bạn dùng khoảng thời gian à, dùng khoảng 2 à, lần thì dùng từ một ngày 2 ngày thì nó sẽ khỏi nó sẽ hết ngứa luôn đó đấy là những à, những cái tác dụng và ngoài ra thì cái cây chút chít này nó còn dùng để chứa táo bón rất là tốt nha các bạn đấy táo bón thì các bạn dùng dễ đấy dùng dễ của cái cây chút chít này à, khoảng à, 4 gam kết hợp với lại cam thảo 4 gam tất cả rửa sạch đổ ba bát con nước xác còn à, đến khi nào của nó còn một bát đấy thì các bạn chia ra làm hai à, lần uống trong một ngày và uống À, lưu ý các bạn là các bạn phải uống trong lúc nó còn à, nóng ấm nha các bạn các bạn đừng để nguội để nguội thì nó sẽ không có tác dụng như là à, cái lúc mà nóng đấy thì các bạn uống, à, liền, uống liên tục liên tục à, uống liên tục à, trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 ngày thì cái trứng táo bón của các bạn tôi đảm bảo nó sẽ tiêu đi đấy là kinh nghiệm dân gian chúng tôi hay dùng hay dùng về cái cây à, chút chít này đó ngoài ra thì tôi muốn lưu ý với các bạn là cái cây chút chít này thì những cái người mà hư hàn hoặc là những cái trường hợp mà bị tiêu chảy nha các bạn thì chúng ta không nên dùng tại vì là cây này là chúng ta dùng để chữa táo bón đấy chứa táo bón thì chúng ta dùng cây này mà chúng ta lại khi mà bị tiêu chảy chúng ta dùng cây này nữa thì nó lại còn chúng ta còn càng không thể kiểm soát nổi đoạn đấy đấy là một số những cái thông tin tôi muốn gửi đến các bạn về cái cây chút chít này à, cái thứ nhất là thác lào này đó cái thứ hai là mụn nhọn sưng đau mà nó chưa vỡ mủ đấy cái thứ ba là mẩn ngứa do nóng này đó và cái thứ tư là chứa táo bón đấy là bốn cái mà ở địa phương chúng tôi hay sử dụng cái cây chút chít này dùng để chữa bệnh à, không biết là chỗ các bạn à, sử dụng cây này dùng để làm gì thì tôi cũng không rõ và tôi hy vọng là à, các bạn khi mà xem xong clip này các bạn thấy những cái chỗ những cái thông tin mà tôi gửi đến nó còn thiếu thì tôi mong sao nếu mà ở chỗ các bạn các bạn đã dùng cái cây chút chít này để chữa bệnh hoặc là chữa một số những cái triệu chứng như thế nào thì nếu mà các bạn đã dùng rồi thì tôi mong sao nhận được những cái sự góp ý của tất cả các bạn đấy những cái sự góp ý chân thành của tất cả mọi người thì tôi đều à, ghi nhận à, đấy hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ tôi góp ý cho tôi à, để lại những cái dòng bình luận ở phía dưới để cho tôi biết thêm về nhiều công dụng hơn nữa Tại vì là ở địa phương, mỗi địa phương thì chúng ta đều có một cái cách sử dụng cũng như là một cái liều dụng, liều lượng ấy, cũng như là những cái cách thức chứa bệnh khác nhau thì có thể là ở địa phương chúng tôi chúng tôi dùng cái cây này để chứa bệnh này nhưng mà ở địa phương các bạn các bạn có thể dùng để chứa những cái bệnh khác chẳng hạn thì tôi cũng không rõ đây thì tôi chỉ nói trên góc độ là địa phương chúng tôi hay sử dụng những cái kinh nghiệm dân gian chúng tôi hay dùng để đưa lên tất cả đưa lên đây cho tất cả mọi người cùng tham khảo thôi thì ở chỗ các bạn à, dùng cây chút chít này như thế nào thì mong sao à, các bạn khi mà xem cái, cái clip này rồi thì các bạn là cố gắng à, để lại một số những cái dòng bình luận ở phía dưới bảo là cho các bạn dùng cái dùng cái này để làm gì làm gì thì tôi sẽ được biết hơn và à, tôi sẽ được có những cái kiến thức nó được mở rộng hơn được biết hơn biết nhiều hơn về cây này đó đấy là những cái những cái mà tôi mong muốn đấy à bây giờ thì cũng như mọi lần cũng như mọi cái clip video thì tôi uh, cảm ơn tất cả các bạn đã uh, theo dõi cái clip này và cũng như là những cái clip uh, trước đấy thì hy vọng đây là những cái thông tin uh, tuyệt vời những cái thông tin hữu ích uh, để cho các bạn là uh, cùng tôi tham khảo uh, cùng tham khảo với tôi vậy nếu mà các bạn thấy cái clip này hay ý nghĩa thì vui lòng để lại cho tôi một like đấy hôm nay <laughs> bỏ một like nhưng mà tay của tôi cũng khá là bẩn nhỉ à, đừng quên để lại cho tôi một like đồng thời nhấn nút là chia sẻ cho nhiều người cùng xem về cái chút chít này cũng như là đăng ký kênh để nhận được những cái clip mới mỗi ngày và các bạn nhớ ấn chuông để mà khi tôi có những cái clip mà ra sau này nữa thì các bạn là những cái người mà nhận được đầu tiên và À, tôi mong muốn hơn nhất là các bạn để lại những cái lời nhận xét góp ý chân thành bằng những cái dòng bình luận ở phía dưới để tôi có thêm cái tầm hiểu biết hơn về những cái cây thuốc những cái vị thuốc đấy. Tại vì là tôi nói thì có thể nó còn thiếu và chắc chắn là nó còn thiếu rất nhiều cho nên là tôi rất là mong muốn được cái sự ủng hộ bằng những cái dòng, dòng bình luận chân thành của tất cả các bạn. Vâng, xin chào, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại.